Mới xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án nhà xây mới hoàn toàn đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối cùng với diện tích 50 đến 60 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 3 tầng có sân cổng riêng thực tế với hướng nhà là hướng đông nam, ngõ trước nhà ô tô vào tận cửa. Và căn nhà này thì vị trí của nó nằm thuộc đại thành Quốc Oai, giáp với địa phận Hoài Đức, giáp với địa phận Yên Nghĩa, phù hợp cho quý vị đi làm ở phường Yên Nghĩa hoặc đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Quốc Oai. Với cái cụm dự án này thì hoàn thiện chỉ có nửa tháng nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngoài sẽ review một căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Với căn mẫu ở đây thì diện tích của nó là 60 mét vuông, thiết kế sân cổng riêng để xe thoải mái cho quý vị ở đây. Đây là phần không gian để xe. Nếu như căn nhà này mà nếu hoàn thiện xong hết mà chưa bán được hết thì em sẽ quay và review lại cho quý vị. Còn hôm nay sẽ quay sơ để cho quý vị nào mà đang mong muốn tìm nhà diện tích 50 đến 60 mét mà chỉ trong khoảng tầm nửa tháng nữa về ở ngay thì đừng bỏ lỡ nhé. Với phần tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng. Kia là phần để xe, đây là phần phòng khách, kia là phần phòng bếp. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện nước đang trong quá trình lắp đặt. Nhưng tuy nhiên đây quý vị có thể nhìn thực tế là hiện tại chưa có đèn nhưng mà quay rất là sáng này. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần không gian bếp tương đối là rộng thoáng, diện tích tận 60 mét cơ mọi người ạ. Và hướng nhà đông nam, nếu như quý vị nào đang tìm hướng nhà đông nam, diện tích rộng, ô tô vào tới tận cửa thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này nhé. Ngoài phần hoàn thiện phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 1 cho quý vị. Đó. Đây là ổ điện này mọi người này, toàn bộ là dây điện trần phú nhá. Đây quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Toàn bộ là dây điện trần phú, căn nhà này thì cửa sổ thông thoáng, thoáng trước, thoáng sau. Tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh hàng xóm thân thiện, gần với chợ, trường, phường, trạm, đi lại giao thông thuận tiện, gần với trường đại học Veneca, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Chương Mỹ và Quốc Oai. Mời quý vị theo chân của anh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và ngoài đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, với tầng 2 công năng sử dụng cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, phòng ngủ hai bên, thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Hiện tại thì con đang để đồ, nhưng Ngọc Ánh vừa chia sẻ với quý vị căn nhà này nửa tháng nữa là hoàn thiện xong hết. Và quý vị có thể mua tại thời điểm này. Tại thời điểm này quý vị vẫn có thể thay đổi được màu sơn của ngôi nhà nha mọi người. Thay đổi được duy nhất màu sơn thôi. Hành lang đi vào rất là rộng. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Nhà đang trong quá trình hoàn thiện cho nên là nó hơi ồn một chút mọi người nhé. Tuy nhiên thì em vẫn quay cho quý vị chuẩn chỉnh thực tế. Không có nhiều quý vị bảo là ảnh có thật không, video có thật không, video có mặt em ở đây rồi thì quý vị hoàn toàn yên tâm là nhà nào quay nhà đấy, quý vị đến xem nhà nó là y ở trên video. Có ban công mở thoáng ra phía bên ngoài đây. Phòng này rất là sáng, hướng nhà đông nam thì rất là mát mọi người nha. Tầng 2 đấy, thiết kế công năng phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ, đầy đủ thiết bị vệ sinh nhé mọi người. Ngọc Anh hứa rằng là nếu như mà căn nhà này hoàn thiện xong mà chưa có khách mua thì Ngọc Anh sẽ quay review chuẩn chỉnh lại cho quý vị với một căn nhà hoàn thiện hoàn toàn mới, lắp lên một cái áo mới nhé. Mời người theo em lên tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Với phần tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị cũng gần như tương tự như tầng 2. Một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh, một phòng thờ và một sân phơi riêng biệt mọi người nhá. Tổng thiết kế 3 tầng vẫn được 3 phòng ngủ siêu rộng cho quý vị. Đó. Phòng sơ, hồ sơ tất cả mọi cái căn nhà này đều đầy đủ. Sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Nói chung có như thế nào thì em quay review cho quý vị như vậy. Hiện tại ngôi nhà này đang không có điện đâu, nhưng mà về phần ánh sáng rồi mọi cái rất là thoáng. Đây là phần phòng thờ và đây phần còn lại là sân phơi. Với sân phơi đây, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Đó,
Nói chung có sao thì quý vị đến xem. Y như vậy quý vị hoàn toàn là ảnh một nơi rồi nhà một nẻo, không phải nhá. Đây là nhà em quay. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đến xem nhà và chọn lựa cho mình một căn nhà ưng ý nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.